Sáng ngày 9 tháng 6, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đông Hòa khánh thành công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa Đình Mỹ Khê, với mục đích truyền tải thông tin tuyên truyền, giới thiệu về di tích lịch sử Đình Mỹ Khê, đoàn phường đã thực hiện lắp đặt điểm quét mã QR trong khuôn viên của đình. Các nội dung giới thiệu về đình được biên soạn, số hóa dữ liệu dưới dạng song ngữ Việt Anh, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và thao tác quét mã QR đơn giản, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu được những thông tin về đình Mỹ Khê một cách đầy đủ nhất, tiện lợi nhất và bảo đảm tính chính xác. Công trình thanh niên chuyển đề số trong quảng bá du lịch di sản văn hóa là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Thông qua hoạt động này, thể hiện vai trò sung kích sáng tạo, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong ứng dụng công nghệ số và việc quảng bá, giới thiệu di tích lịch sử, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.